Chào các bạn, giờ thì mình đang chuẩn bị đóng những cái bếp từ KNH để gửi về Việt Nam. Và trước khi đóng bếp từ gửi về Việt Nam thì mình sẽ kiểm tra xem là bếp chạy có ok hay không. Và trong quá trình kiểm tra bếp này thì mình cũng muốn làm một cái clip nhỏ giới thiệu với các bạn về bếp từ Dương của KNH và những cái đặc tính tối ưu của bếp từ Dương này. Thì đầu tiên như các bạn thấy là bếp được thiết kế khá là đẹp với mặt kính chịu lực, chịu nhiệt. Rất là bóng, sáng. Ngoài ra thì thiết kế nhìn là đã thấy ưng rồi, vì nó phù hợp với nhu cầu của người Việt mình là thích bếp đôi và bếp rộng. Đây mình sẽ đo cụ thể cho các bạn thấy. Ở đây chiều ngang của nó là cái chiều sâu ấy, từ tường ra đến ngoài mép là 38cm, rất là rộng nha. Cái chảo như này các bạn thấy là chảo khá lớn đúng không? Chảo của mình là đến 29cm, là mức chảo cỡ chảo to đấy. Và như các bạn thấy là nó cũng chỉ chiếm được là gần một nửa bếp thôi, phần một nửa còn lại ở đây thì các bạn có thể thoải mái để nấu nồi bên cạnh. Không gian rất là rộng. Và cái phần chiều rộng trước mặt bếp này thì như các bạn thấy ở đây thì nó chính là 60cm. Ngay vậy là mình có thể nấu được tối đa là hai nồi 30cm, là hai nồi rất là lớn đấy. Nó vì vậy mà với những cái gia đình 4 người, 6 người thì sử dụng bếp đôi cũng rất là phù hợp. Và ở đây cái bảng điều khiển thì các bạn thấy là nó được thiết kế rất là sáng sủa, rõ ràng. Các cái biểu tượng rất là dễ hiểu. Khi bạn nhìn vào biểu tượng là bạn có thể biết là bếp này sử dụng như thế nào. Giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem được các cái đường nét chi tiết hơn và các cái góc cạnh của bếp từ Dương KNH. Đấy, như các bạn thấy là càng quay xuống thì càng thấy mặt bếp rất là bóng. Chiều cao của nó rất là mỏng non, rất là thấp. Đây các bạn nhìn thấy thước chỉ đến 4cm. Một cái chiều cao rất là mỏng nên là khi đặt trên mặt bếp thì các bạn sẽ thấy không thấy sự gồ ghề hoặc là cảm giác bếp tốn diện tích. Đường nét của nó, mọi cái phần bên dưới đây bạn có thể thấy là nó được vắt cong lại vào phía bên dưới, làm cho bếp lại càng cảm giác thon gọn hơn. Và chỉ là bạn chỉ nhìn thấy cái mặt kính ở bên trên thôi. Mặt kính thì đã vốn rất là đẹp rồi. Ở các cái góc tròn này các bạn thấy không? Nó bo tròn rất là đẹp. Nó bo rất là mềm mại, bo viền theo cái đường viền này. Nó không tạo cho bếp cái cảm giác là bị cứng bếp. Biểu tượng logo KNH. Giờ thì mình sẽ đặt hai nồi để thử cùng lúc hai bếp xem là bếp Dương của KNH hoạt động như thế nào. Thì mình khởi động bếp. Sau đó mình lựa chọn cho bếp bên trái của mình là số 7 nào. Sau đó chọn bếp bên phải số 8 nào.